Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Tự Siêu, Thượng Thọ, Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Tịnh Đạt, cùng chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ Tịnh Lạc, cô tu nữ Viriya Tán Á, cô tu nữ Tệ Duyên. Nhật Quỳnh kính chào chị Sơn Mai, kính chào Vinh Quách Thanh Á, mến chào Sích Trần Đạo, kính chào Chanh Đá Rá, mến chào Sích Hoa Nguyệt, mến chào Sích Gơ Vét, kính chào, mến chào Sích Rạng Đông, kính chào Đức Bạn, kính chào Hiển Mộng, mến chào Thi Lâm, mến chào Đồng Quyên, kính chào IQ Em Đó, mến chào Tâm Pháp, kính chào Âu Sốc Linh, kính chào Học Online, kính chào Tâm Hạnh, kính chào Nắng Chiều, kính chào Trăng Thư, mến chào Tâm Phương, dạ, mến chào Cẩm Vân, mến chào Kim Nhung, kính chào Giác Viên, mến chào Sích Thanh Hoàng, kính chào Tám Ngón, Tám Ngọn Gió Đời, kính chào Người Phương Nam, kính chào Hoa Sen, kính chào anh chị Phan Quang Liêm, kính chào Vũ Minh Minh và kính chào Loan Liễu. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức, Nhật Quỳnh kính chào Đạo Tràng, sa thú lành thai. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư Tôn Đức Tăng, truyền trao tam quy và ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Nhật Quỳnh xin thay mặt Đạo Tràng, kính cảm ơn Huynh Quách Tham Ná đã thay mặt Đạo Tràng để bái Tam Bảo và thọ trì quy giới. Nam Mô Bích Tha Giá, Nhật Quỳnh kính mời Đạo Tràng với cùng với Nhật Quỳnh đắm tâm thanh tịnh, cung thịnh Pháp Sư trước khi chúng ta được Ngài Tự Thiêu thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Nam Mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Nam Mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Nam Mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ, trời lỡ mọc đặng nhờ ánh sáng trổ hòa lành đặng mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường, chiều khắp ba cõi rõ đường an vui. Phàm thiên vẫn ngầm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dĩ hơi. Viết lòng mở đạo dạy đời nhắm vườn lộc gia ngày dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thinh giữ pháp từ. Đó là Nhôm Kiều Trận Như được nếm hương vị hưu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giao pháp 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chân thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưới khắp thế gian bởi nhân cơ tính rõ ràng. Tịnh Ngài thuyết pháp nói đàn tự bi, chúng sanh ngồi khắp chốn đi tối mê cầu được trí trí vẹn toàn. Nam Mô Bích Tha Giá, và Đạo Tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt Đạo Tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh Ngài Tự Siêu từ bi hoan hỷ cho chúng con bài học ngày hôm nay. Như tuần rồi Ngài nói là tuần này chúng con sẽ được học 10 đề mục cận định mà không đắc thiền, và nếu con có nhớ sai thì Ngài chỉ dạy lại cho chúng con sửa lại. Và bây giờ Nhật Quỳnh kính chúc Đạo Tràng một buổi học pháp mà được an vui tiếng quá. Dạ con kính nhân mít đến Ngài. Ngài có nghe được âm thanh con không bạch Ngài? Ngài nghe âm thanh con. Dạ hà xà thú, con kính nhân mít đến Ngài ạ. Xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Dạ xin cảm ơn quý vị. Arahang sama samputho phagwa putang phagwa tang afigwa di bi swakato phagwa ta thamu thamang nabsami supatipanu phagwa to sa wakasangku sangkang nabmami.
Đệ tử xin thành kính đại lễ Đức Thế Tôn Mật Ưng Cúng Chánh Biên Tri. Đệ tử xin thành kính đại lễ giáo pháp được khéo thuyết bởi Đức Thế Tôn. Đệ tử xin thành kính đại lễ chúng thịnh văn đệ tử Thế Tôn là bậc thiện hạnh. Nam mô Bổn Thầy. Hôm nay ngày thứ bảy trong lớp pháp của kinh chuyên đề, chúng ta học về thanh tịnh đạo, tiếp tục phần thanh tịnh đạo vừa rồi chúng ta học đã xong 30 đề mục đắc thiền đưa đến an chỉ định, có 26 đề mục đắc thiền sắc giới và 4 đề mục đắc thiền vô sắc giới. Và hôm nay thì chúng ta sẽ học về 8 pháp tùy điểm và 2 cái đề mục riêng, là một đề mục tưởng và một phân biệt. Mục tưởng là sanya, là tưởng dần gớm trong vật thực, ahara vatikula sanya, ahare vatikula sanya. Và mục tưởng là thatu vavathana, tức là phân biệt. Bốn nguyên chất hay là bốn nguyên tố ở trong thân này, cả 10 đề mục này hỗ trợ cho citta bhavana, tức là việc tu tâm. Bởi vì những cái đề mục nào đi nữa nó cũng có lợi ích là làm cho tâm được vắng lặng khỏi năm trì cái, đưa đến trạng thái cận định hoặc là trên cận định, tức là an chỉ định. Mặc dù 10 địa ngục này không đưa đến an chỉ định, tức là không có đắc thiền, không có chứng thiền, nhưng mà 10 địa ngục này cũng đem lại cho chúng ta một phước báo là do đạt đến cận định. Upachara Samadhi là như thế nào? Bình thường cái tâm của chúng ta đó, dù là tâm thiện, chúng ta bố thí, chúng ta giữ giới, nhưng mà trong cái tâm thiện đó có ekakata, tức là nhất hành. Nhưng mà cái sát na định, tức là nhất hành ở trong tâm đại thiện, bố thí, giữ giới, thì nó không có khăng khích. Nó không có khăng khích. Có thể là bị phân tán. Dù là tâm thiện nhưng mà vẫn bị phân tán. Thí dụ như quý vị ngồi nghe pháp, lúc nào quý vị tác ý từng lời, quý vị quan hỷ, thì lúc đó tâm đại thiện sinh khởi, có sát na định ekakata. Nhưng mà chốc chốc á, thì chúng ta lại phân tâm. Khi mà chúng ta nhìn, chúng ta nghe một tiếng động ở bên ngoài,
hoặc là chúng ta nhìn thấy người nào đến ở trước mặt chúng ta, hoặc là chúng ta suy nghĩ về cái chuyện gì cái chúng ta bị phân tán. Cho nên cái sắc na định nó rất dễ bị phân tâm. Còn mà đạt đến cận định đó, thì nó là cái trạng thái ekakata lưng chừng, có nghĩa là thuần thục hơn sắc na định, nhưng mà chưa có vững mạnh bằng an chỉ định apanasamati. Tuy nhiên chính những cái đề mục này làm cho chúng ta gắn bó với đời sống tu tập. Ở đây thưa quý vị, một người Phật tử, một người cư sĩ đã quy y Tam Bảo, nhưng mà ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, chúng ta không có suy niệm về cái ân đức của Phật, của Pháp, của Tăng, thì cái niềm tin của chúng ta đối với Đức Phật, đối với giáo Pháp, đối với chư Tăng càng lúc nó càng bị mờ nhạt đi. Hình ảnh của Đức Phật bị mờ nhạt, hiệu năng của giáo Pháp bị mờ nhạt, và cái hình ảnh của thánh chúng cũng bị mờ nhạt. Mà khi tâm bị mờ nhạt như vậy đó, thì chúng ta không còn thiết tha trong các thiện pháp khác. Còn như một người hăng say làm cái việc bố thí hay là giữ giới, nhưng mà họ bố thí giữ giới rồi xong việc đi, họ bỏ qua, họ không có tùy niệm giới, tùy niệm thí, tức là không có nhớ tưởng lại, không có suy xét lại, thì tự nhiên dần dần cái họ quên, họ thấy cái chuyện đó nhàm đó. Thấy cái việc mà mình đi bố thí, đi làm việc từ thiện, cái chuyện đó nó nhàm, nó đơn điệu, cứ làm hoài như vậy, chúng ta không có cái gì để hăng hái, để quan hỷ nữa. Giữ giới của vị. Cho nên những cái pháp niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiên, niệm sự chết, niệm tịch tịnh, đó là tám cái pháp tùy niệm mà người Phật tử chúng ta ở trong đời sống tu tập về tâm đó là chúng ta cần phải có. Thời buổi bây giờ mà nói chúng ta hành thiện, hành thiền với cái đề mục 10 đề mục biến xứ, hay là 10 đề mục bất mỹ, hoặc là 4 vô sắc, hay là 4 vô lượng tâm, vân vân, là nó xa vời lắm thưa quý vị. Người Phật tử chúng ta không có điều kiện, không có cơ hội. Nhưng mà nếu như chúng ta không có cơ hội, không có điều kiện để thực hành thiền định như vậy, thì ít ra cứ mỗi một buổi sáng, sáng sớm chưa có làm việc cái gì hết, mặt trời chưa mọc lên, thì lúc đó một mình chúng ta lặng lặng ngồi thiền trước kim thân Đức Phật, và chúng ta dọn tâm thanh tịnh, nhớ tưởng đến ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng, nhớ tưởng đến cái việc, cái công hạnh bố thí, công hạnh giữ giới của mình, hay gì nhớ tưởng công hạnh chư thiên, hoặc là suy niệm về chi chết, hay suy niệm về tịch tịnh niết bàn chẳng hạn, thì thưa quý vị, nó rất an lạc, và nó củng cố cái niềm tin của chúng ta chắc chắn. Cho nên
người Phật tử chúng ta phải làm sao cố gắng ghi nhớ những cái pháp tùy niệm này. Đừng có cho rằng nghe nói tám pháp tùy niệm này với một pháp tướng và một đi một phân biệt bốn đại chỉ đưa đến cận định rồi quý vị thấy chuyện thường, thấy nó tầm thường quá. Nhưng phải thưa quý vị, những cái đề mục, cái này chúng ta gọi là đề mục thông thường hay là đề mục phổ thông, mà chúng ta không làm được để cho tâm được quan hỷ, được tăng trưởng niềm tin, thì làm sao mà chúng ta có thể thực hành cái pháp thiền chỉ samatha phavana hay là thiền quán vipassana phavana được. Cho nên chúng tôi nói trước là những cái đề mục này chúng ta phải học chậm, chúng ta phải học chậm lại. Chứ không phải giống như là những cái đề mục kia mà chúng ta học phớt qua, học đại khái. Ở đây chúng ta phải học để chúng ta hiểu, chúng ta nhớ viết, chúng ta thực hành. Thì thưa quý vị, tám đề mục tùy niệm Anusati, như chúng tôi đã nói với quý vị là tùy niệm Phật Buddha Anusati, tùy niệm Pháp Dhamma Anusati, tùy niệm Tăng Sangha Anusati, tùy niệm giới Sila Anusati, tùy niệm thí Jaga Anusati, tùy niệm thiên Devata Anusati, tùy niệm sự chết Marana Anusati, tùy niệm tịch tịnh Upasama Anusati. Tám cái pháp tùy niệm đó. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với cái tùy niệm thứ nhất là tùy niệm Phật Buddha Anusati. Thế nào gọi là tùy niệm Phật? Sự niệm tưởng những đức tánh đặc biệt của Đức Thế Tôn, hoặc hành thiền tùy niệm có cảm hứng từ đấng giác ngộ gọi là niệm Phật. Trong Thanh Tịnh Đạo đã giải thích như vậy. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu, thông thường người ta nói niệm Phật, người ta cứ niệm hồng danh, chẳng hạn như người ta nói Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nói như vậy, cái đó là niệm hồng danh của Đức Phật. Nhưng mà cái này không phải là tùy niệm Phật. Tùy niệm Phật được gọi là sự niệm tưởng những đức tánh đặc biệt của Đức Thế Tôn. Những đức tính đặc biệt của Đức Thế Tôn tức là 10 hồng danh cao quý của Đức Phật. Itibiso Phakuva Arahant. Như vậy Đức Thế Tôn ấy là bậc ứng cúng, hay chúng ta đọc âm là bậc A-la-hán. Samma Sambuddho, chánh đẳng giác. Vicca Charana Sambandho, minh hạnh túc. Sukkato là thiện thể. Lokavidu là thế gian giải. Anuttaro là vô thượng sĩ. Purisa Dhammasarathi là điều ngự trưởng phu. Sattha Deva Manusa Năng là thiên nhân sư. Buddho là Phật, Phật Đà. Và Phakuva là bậc cụ thoại đức.
Sở dĩ mà chữ Pháp Hoa, cái danh hiệu sau cùng mà chúng ta dịch là cụ Thoại Đức chứ không có xài chữ Thế Tôn. Bình thường chữ Pháp Hoa chúng ta xài nghĩa Thế Tôn, nhưng mà ở đây thưa quý vị, Thế Tôn có nghĩa là đấng cao quý được thế gian tôn sùng, gọi là đấng Thế Tôn. Nhưng mà cái nghĩa Thế Tôn không đủ để giải thích cho cái chữ Pháp Hoa. Đến chừng giải thích cái điều thứ 10 này, chúng tôi sẽ nói rõ cho quý vị. Thì 10 cái ân đức đó vị hành giả muốn tu tập tùy niệm Phật, trước hết Phật thuộc lòng và hiểu ý nghĩa 10 cái đức tính đặc biệt này. Bây giờ chúng ta sẽ nói Đức Thế Tôn là A-la-hán, A-ra-hán, xài cái nghĩa tóm tắt. Ở trong Thanh Tịnh Đạo thì giải thích, phân tích từ ngữ nhiều lắm thưa quý vị. Nhưng mà chúng ta làm cái tài liệu tham khảo thì được, nhưng mà gọi là để áp dụng làm đề mục thiền, đề mục cận định thì phải nói là khó. Chúng ta bị hoang mang, bị phân tán. Cho nên ở trong cái quyển Thanh Tịnh Đạo giản lược thì chúng tôi chỉ tóm tắt cái ý nghĩa đó để các vị hành giả có thể học thuộc lòng, tóm tắt mà chúng ta thực hành nhớ. Trước hết Đức Thế Tôn là bậc A-la-hán, A-ra-hán, vì Ngài đã xa lìa tội lỗi, đã triệt tiêu phiền não, đã bẻ gãy bánh xe luân hồi, không có sở hành khuất lấp, và vì Ngài tuyệt đối xứng đáng được cúng dường. Nhớ nhiều thôi. Nếu mà giải thích tại sao chữ A-ra-hán là xa lìa tội lỗi, tại sao A-ra-hán là tiêu diệt phiền não, tại sao A-ra-hán là bẻ gãy bánh xe luân hồi, tại sao A-ra-hán là không có sợ hãi khuất lấp, và tại sao chữ A-ra-hán được gọi là xứng đáng cúng dường, xứng đáng được cúng dường, thì phải giải thích một buổi nữa thưa quý vị. Nó không có đủ thời gian và cũng không có cần thiết phải là như vậy đâu. Cho nên các Phật tử phải ghi nhớ cái chỗ này đủ rồi. Thứ hai, cái đức tính thứ hai đó, Đức Thế Tôn là bậc chánh đẳng giác Samma Sambuddho. Xin hỏi vị quý vị có nghe chúng tôi nói rõ không? Còn nghe chúng tôi nói không? Thỉnh thoảng quý vị có nghe cái tiếng chuông bong bong. Cái giao diện của bàn thóc mới đó thưa quý vị, của bàn thóc mới, hễ có ai online đó, thì bắt đầu nó báo hiệu bằng cái tiếng bon nó hiện lên, rồi biến mất như vậy nè. Cho nên là phải nói trước cho quý vị, chứ quý vị đừng, nếu mà quý vị cũng có cái tình trạng này thì quý vị sẽ thấy là cái chuyện bình thường. Trở lại vấn đề là Đức Thế Tôn là bậc chánh đẳng giác Samma Sambuddho.
vì Ngài đã tự mình tìm ra chân lý. Tự mình tìm ra chân lý, tự mình khám phá ra con đường giải thoát. Cái gì thuộc về chân lý thì có đó là chính đáng. Samma, cái chữ Sambuddho đó, chữ sang hay là chữ Samma có nghĩa là tự mình, và chữ Buddho là Buddhati, tức là hiểu, ngộ hay là giác ngộ. Cho nên đây lấy hai nghĩa, Ngài đã tự mình tìm ra chân lý, tự mình khám phá ra con đường giải thoát, lấy hai nghĩa đấy thôi, đủ rồi. Thứ ba, Đức Thế Tôn là bậc minh hạnh túc với cha Charana Sambandho. Vì Ngài đã thành tựu viên mãn ba minh, tức là túc mạng minh, sanh tử minh và lộ tử minh. Và Ngài đã thành tựu viên mãn 15 hạnh là cụ túc giới, phòng hộ muôn quyền. Ở đây mắt tay mũi lưỡi thân đó, là Ngài luôn luôn có cái sự thu thúc, các căn được thu thúc. Thiết độ ẩm thực, luôn khi tỉnh thức, có tính, có tàm, có quý, đa văn, chuyên cần, trú niệm, có trí tuệ, chứng sơ thiền, chứng nhị thiền, chứng tam thiền, chứng tứ thiền. Đó là 15 hạnh. Đó là 15 hạnh của Đức Phật, mà chúng ta gọi là minh hạnh túc. Dạ dạ, dạ chờ sư thuyết pháp tới 8 giờ. Dạ dạ. Dạ dạ. Dạ dạ dạ. Như vậy cái câu mà gọi là minh hạnh túc đó, minh ở đây thì túc có nghĩa là viên mãn, Sambandho thành tựu viên mãn, và minh ở đây là Ngài thành tựu ba minh và thành tựu viên mãn 15 hạnh. Chúng ta nhớ cái gì thì đó. Tóm tắt vậy là đủ rồi. Cái đức tính thứ, đức tính đặc biệt đức thứ tư của Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn là bậc thiện thể Xuất Gia Tôn. Vì Ngài đã đi trên con đường tốt đẹp là chánh đạo, Ngài đã đi đến mục tiêu tốt đẹp là Niết Bàn. Ngài đi bước đi vô nhiễm, tức là không có cấu quế bởi phiền não. Ngài chỉ tuyên bố pháp đích đáng, tức là điều chân lý đưa đến lợi ích. Trừ trong cái bài kinh Apheyakubara, Vô Úy Vương Tử, những lời nói nào không đúng với chân lý Ngài không thuyết. Mà dầu đúng với chân lý nhưng mà không đưa, liên hệ đến mục đích, không đưa đến mục đích, không đưa đến lợi ích, Ngài không thuyết. Ngài chỉ thuyết những gì đúng với chân lý và đưa đến lợi ích, liên hệ đến mục đích giải thoát mà thôi. Và chính vì đó được gọi là Xuất Gia Tôn, là một thiện thể. Thứ năm, Đức Thế Tôn là bậc thế gian giải Lokavidu,
vì Ngài biết rõ cuộc đời ở mọi phương diện. Chữ cuộc đời Luca ở đây đó, nó gồm có chúng sanh trong đời, cõi sống trong đời, các hành trong đời. Chữ Luca là thế giới, là đời. Thế giới thì nó gồm có ba, là thế giới hữu tình, gọi là Sattaloka, thế giới sanh trú Avasattaloka, và thế giới tạo tác Avasankhara Loka. Ngài tịnh sự, Ngài nói là đời là người, chúng sanh, cõi phụ ý với hành vi. Lúc rốt ráo với bàn chẳng có chi. Thì ở đây chúng ta phải hiểu là cái chữ thế gian giải đó, là Ngài biết rõ cuộc đời ở mọi phương diện. Ngài biết rõ về chúng sanh, biết rõ về cái cõi sống, biết rõ về cái pháp, pháp hành. Pháp hành ở đây tức là cái, những cái hành vi, nghiệp đó. Thứ sáu, Đức Thế Tôn là bậc vô thượng sĩ Anuttaro. Vì Ngài cao thượng hơn tất cả chúng sanh, không có ai trong đời cao cả hơn Ngài, toàn diện hơn Ngài về giới, về định, về tuệ, giải thoát và giải thoát tri kiến. Cho nên Ngài được gọi là bậc vô thượng sĩ, vô thượng. Chứ Anuttaro, Uttara tức là cao quý, là cao thượng. Mà Anna hay là Na có nghĩa là không, không sánh được, không có ai cao thượng hơn Ngài. Như Tôn giả Ananda khi mà ở trong cái bài kinh mà chúng ta mới vừa học đó, trong Trung Bộ Kinh đó, khi Bà La Môn Phật ra đồ chán hỏi Đức Phật, hỏi Tôn giả Ananda là Đức Thế Tôn là Niết Bàn, ở trong chúng tỳ kheo có vị tỳ kheo nào thành tựu được toàn trọn vẹn pháp mà Đức Thế Tôn Ngài đã chứng đắc, chứng đạt hay không? Thì Tôn giả Ananda nói không, không có. Không có vị tỳ kheo nào chứng đạt trọn vẹn pháp mà Đức Thế Tôn Ngài đã chứng đạt. Vì vậy cho nên gọi là bậc vô thượng sĩ. Thứ bảy, Đức Thế Tôn là bậc điều ngự trượng phu, Bodhisat Dhammasarathi. Chữ Sarathi như là cái người huấn luyện hay là người đánh xe, người đánh xe mà điều khiển hai con ngựa, bốn con ngựa, tám con ngựa, nó kéo chiếc xe, đã huấn luyện một cách thuần thục. Ngài ví như là cái người huấn luyện vậy. Purisat Dhamma là Ngài thuần quá những con người khó thuần quá, và những con người cần được thuần quá là Đức Thế Tôn Ngài đã thuần quá.
Ma Vương mà Đức Thế Tôn cảm thắng được. Dạ Xoa A La Quốc Cá hung bạo như vậy mà Đức Thế Tôn dùng pháp nhẫn nại cảm hóa được. Voi Na La Gí trong cơn say nó hung hãn mà Đức Thế Tôn dùng tâm từ cảm hóa được. Ăn tứ cướp ăn phu li ma lá tàn bạo giết người không chớp mắt, vậy mà Đức Thế Tôn này đi đến này cảm hóa được. Nàng Chinh Cha giả làm thai phụ để rêu rao trước hội chúng du khống Đức Phật, Đức Thế Tôn ngài nhập đại định và ngài đã làm cho mọi việc sáng tỏ. Sacchaka là kẻ ngoại đạo chuyên đi biện luận, nhưng mà đến gặp Đức Thế Tôn ngài đã thuyết phục làm cho ông ta quy thuận theo ngài. Long Vương Nandovananda hung hăng độc hại, nó chặn đường Đức Thế Tôn và chúng tỳ kheo, và Đức Thế Tôn ngài đã chỉ dùng cái năng lực của một vị đệ tử thôi là ngài Mokkhalana mà cũng đã cảm thấy được nó rồi. Và cuối cùng Như Phẩm Thiên Bát Cả là một người kiêu ngạo mà Đức Thế Tôn ngài đã ngự lên khỏi Phẩm Thiên để ngài cảm hóa. Như vậy thì những cái nhân vật khó cảm hóa Đức Thế Tôn ngài đã cảm hóa được, cần được thuần hóa những chúng sanh đó thì ngài đã thuần hóa được, cho nên ngài mới gọi là Purusottamasarathi, là điều ngự trưởng phu. Thứ tám, cái đặc tính thứ tám là Đức Thế Tôn là bậc thiên nhân sư Sattha Deva Manusana, vì ngài là bậc thầy dạy dỗ pháp giải thoát cho đời, cho trời và người. Một vị đạo sư có lòng thương tưởng cho đời. Nên ngài được gọi là thiên nhân sư. Thứ chín, Tôn là Phật Bố Thô. Và chữ Phật ở đây đó đọc âm là Phật hay Phật Đà, nhưng mà có nghĩa là Phật giác giả. Giác nó có nhiều nghĩa, vì ngài đã thức tỉnh khỏi giấc ngủ vô minh. Avijja Nidda Nidda Giác Vuccati Tí Buddho, ngài đã thức tỉnh khỏi giấc ngủ vô minh, đã giác ngộ con đường giải thoát, đã thấy rõ bốn chân lý khổ tập diệt đạo, cho nên ngài gọi là Bố Thô. Những ý nghĩa này ở trong Thanh Tịnh Đạo đã diễn giải rất rộng và chú giải ở trong bộ Tiểu Bộ Kinh của Đức Ca Ba đã có đề cập đến. Và cuối cùng đặc tính thứ 10, Đức Thế Tôn là bậc cụ thoại đức. Cái chữ Pháp Hoa đó sở dĩ mà gọi là Thế Tôn vì đây là một danh xưng cao quý mà thế gian tôn sùng gán cho ngài, nhưng mà gọi là cụ thoại đức bởi ngài
là người hữu hạnh may mắn nhất trong đời, do Ngài đã đạt đến toàn thiện phúc lạc hiện thế và lạc siêu thế. Chữ Phật á tức là phần, Phật có văn tú là bậc có phần, sở dĩ mà gọi là bậc có phần đó, chẳng hạn như chúng ta nói là hữu phần hữu phúc, người mà hữu phần hữu phúc thì ở trên đời này không có ai hữu phần hữu phúc bằng Đức Phật. Thì đó là nói đại khái về ý nghĩa của 10 ân đức. Bây giờ hành giả sau khi thông thuộc 10 cái đức tánh đặc biệt của Đức Phật rồi, muốn tu tập tùy niệm Phật thì nên sống độc cư, ở tại một trú xứ yên tĩnh thích hợp, khởi niềm tin tuyệt đối nơi Đức Phật và bắt đầu niệm tưởng. Đây là cái phương cách mà chúng ta bắt đầu niệm tưởng. Khi chúng ta đến cái chỗ độc cư thanh vắng, ngồi thiết già hay bán già, chú tâm niệm tưởng như thế này: Itipiso Phagawa Arahan, Đức Thế Tôn là bậc A-la-hán, vì Ngài đã xa lìa tội lỗi, Ngài xứng đáng được cúng dường. Itipiso Phagawa Sama Sambuddho, vì Ngài đã tự mình tìm ra chân lý. Vâng vâng. Hành giả tiếp tục niệm tưởng cho đến 10 ân đức cao quý của Đức Phật. Khi hành giả nhớ lại những đức cao quý của Đức Phật, thì ngay khi ấy tâm hành giả không bị ám ảnh bởi tham hay sân hay si, vì ấy chế ngự được những triền cái, tâm trở nên trong sáng. Hành giả liên tục hướng tâm trên đối tượng là những đức tánh đặc biệt của đấng giác ngộ thì hỷ khởi lên nơi hành giả. Khi có hỷ thì thân tâm được khinh an, nhờ khinh an nên tâm định tĩnh, và nhờ những thì nhờ tâm định tĩnh mà những thiền chi khởi lên. Tuy nhiên hành giả chỉ đạt đến cận định Upacara Samadhi, không đạt đến an chỉ định Appana Samadhi, bởi lý do là khi niệm tưởng thì hành giả bận tâm suy tưởng nhiều ý nghĩa của những đức tính đặc biệt, tức là ân đức Phật. Khi mà niệm tưởng thì mình phải suy xét ý nghĩa này ý nghĩa kia, do đó cho nên tâm bận rộn thì nó chỉ đạt đến cái cận định mà thôi, chứ không an chỉ định. Khi một vị tỳ kheo chú tâm đến việc tưởng niệm đấng giác ngộ như vậy, thì vị ấy cung kính tôn trọng bậc đầu sư, đạt đến sự viên mãn về đức tin, chánh niệm và trí tuệ công đức. Vị ấy có nhiều hạnh phúc, trú an lạc, chinh phục sự sợ hãi khủng bố, do tâm vị ấy hướng về Đức Phật nên dễ sanh tàm quý. Khi gặp trường hợp sắp phạm giới, như thể đang đến đứng trước mặt bậc đạo sư, và dù cho hành giả niệm Phật không thâm nhập được gì cao siêu hơn, thì ít ra cũng là nhân lành, đem đến một cảnh giới an lạc. Thì ở trong thanh tịnh đạo trình bày mà chúng tôi giảng lược như vậy, thì quý thấy rằng là việc mà chúng ta niệm Phật, niệm ơn Đức Phật, không phải là một nghi thức, một cái nghi lễ thông thường, mà đó chính là
một cái pháp môn tu tập để trưởng dưỡng niềm tin và tạo cho mình một cái sự vững mạnh nội tâm. Chúng ta tu tập hàng ngày đó, nếu mà chúng ta không có thường xuyên niệm tưởng đến giác ngộ như Đức Phật thì người ấy không có thường cung kính tôn trọng bậc đạo sư và không đạt được cái đức tin hay chánh niệm hay trí tuệ, cái phước báo gì cả. Và khi mà một người không thường niệm ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng v.v. nói chung, thì người đó không có hạnh phúc, không có trú an lạc, và người đó không có chinh phục được cái sự sợ hãi khủng bố. Đâu phải là bình thường tâm của chúng ta không thèm nghĩ đến Đức Phật, chúng ta không có cái sự kính trọng Đức Phật, rồi cái đến chừng chúng ta hữu sự có cái chuyện gì lo sợ bệnh dịch corona, chúng ta quản quá thì chúng ta mới bắt đầu niệm Phật, thì không có hiệu quả. Thì quý vị, chúng ta niệm không có hiệu quả, càng không có hiệu quả khi mà có những người họ gặp hữu sự lo âu sợ hãi, họ nói xin Đức Phật cứu con, cái đó là vô ích. Đức Phật không có cứu rỗi ai cả. Và sở dĩ chúng ta niệm tưởng ở Đức Phật mà tâm của chúng ta dạng dĩ, chúng ta chinh phục được cái sự sợ hãi khủng bố đó, là bởi vì chúng ta đã đặt trọn vẹn niềm tin ở Đức Phật. Chúng ta có chánh niệm khi mà chúng ta nhớ từng hồng danh mà chúng ta không nhầm lẫn. Chúng ta có trí tuệ vì chúng ta đang suy nghĩ đến đấng giác ngộ là bậc trí tuệ. Thì như vậy nó sẽ giúp cho chúng ta sống an lạc, không có sự sợ hãi. Và một điều nữa mà trong này có nói là do tâm vị ấy hướng về Đức Phật nên dễ sanh tàm quý. Tại sao vậy? Bởi vì thường xuyên suy tư về Đức Phật, lúc nào ở trong trái tim của mình giống như là một cái ngôi đại điện thờ Phật. Thật ra khi gặp những trường hợp mà chúng ta sắp làm cái điều bất thiện, cái điều ác, thì chúng ta khởi lên lòng tạm quý, chúng ta cảm thấy ngại, cảm thấy mắc cỡ, như thể là chúng ta đang đứng trước mặt bậc đạo sư vậy đó. Nó cũng có cái lợi ích hay, thưa quý vị. Và cái câu cuối là cái câu mà trong Thanh Tịnh Đạo đề cập đến mà chúng ta cần phải hoan hỷ, là cho dù hành giả niệm ân Đức Phật, chúng ta không có đắc chứng được đạo quả gì cao siêu, thiền định hay đạo quả gì cao siêu, thì ít ra chúng ta cũng là nhân lành đem đến một cảnh giới an lạc. Khi mà Đức Thế Tôn Ngài sắp khi tịnh Niết Bàn, Ngài có dạy cái điều này: này Ananda, bốn nơi là chỗ mà Như Lai đản sanh, Như Lai thành đạo, Như Lai chuyển pháp luân, Như Lai niết bàn. Bốn nơi thánh tích đó, nếu có những người được đến bái viếng với một cái niềm tin
rạc rào với cái niềm xúc động hân hoan, thì sau khi mệnh chung những người đó được sanh về cõi trời. Đức Thế Tôn đã dạy như vậy. Huống hồ chi là khi chúng ta niệm ơn đức Phật. Chính ý nghĩa này mà cái pháp tùy niệm thứ nhất, tùy niệm Phật Buddha Đức Sa Tý, là người Phật tử chúng ta cần phải thuần thục, thông thuộc, và chúng ta có sự tinh tấn để chúng ta thực hành. Một khi mà chúng ta đã phát nguyện trọn đời con xin quy Phật, từ nay cho đến mệnh chung con trọn đời quy ngưỡng Đức Thế Tôn, mặc dù Ngài đã niết bàn, thì đó là ý nghĩa cao nhất. Hôm nào mà học những cái pháp tùy niệm, những cái đề mục nào nó ngắn gọn, thì chúng ta có thể học 2 hoặc 3. Nhưng mà hôm nay vì chúng ta mất thời gian để mà chúng ta giới thiệu về cái pháp tùy niệm, cho nên chúng tôi chỉ trình bày nhiều thôi. Vì còn 10 phút nữa thì chúng ta học cái pháp tùy niệm thứ hai là nước pháp cũng chưa đủ, không đủ. Thôi để tuần sau chúng ta sẽ học cái pháp tùy niệm pháp, cái đề mục tùy niệm pháp, tùy niệm tăng cơ. Còn hôm nay đến đây chúng ta dừng lại, và mong rằng pháp thoại sẽ đem lại cho thính chúng một niềm quan hỷ với cái pháp tu tùy niệm Phật, để chúng ta luôn luôn tinh tấn nỗ lực thực hành, tăng trưởng cái niềm tin, tạo nhiều cái công đức trong đời sống của chúng ta, để chúng ta có cái sự an lạc. Chứ tôi xin dứt lời ở đây, xin cung thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh Quang Hiển chúc phúc phước báo cho rừng. Chúng ta nghỉ ngơi một chút rồi chúng ta qua sinh hoạt ở rừng lớp Phật Pháp Buddha-tama. Xin cung thỉnh Thượng Tọa Nam Mô Bổn Thầy. Phật tử sắp bằng mang lang ra khăn thử sắp bề đề vật tử sắp bằng bột đà nữ phá vệ nà sà đà sở thị phong hoàn trụ trì. Phật tử sắp bằng mang lang ra khăn thử sắp bề đề vật tử sắp bằng hạm mà nữ phá vệ nà sà đà sở thị phong hoàn trụ trì.